Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm một cái demo tạo ra một cái menu sidebar dạng responsive. Ví dụ đây tôi có cái demo menu sidebar dạng responsive như vậy. Cho cái trang menu này là một cái menu sidebar cho cái trang admin dashboard. Đó, ví dụ như tôi hover vô cái phần sidebar thì nó show ra cái menu như vậy. Khi tôi bỏ chuột ra thì cái menu nó thu gọn lại như vậy. Còn khi mà tôi click vô cái icon này thì nó sẽ show ra cái menu như vậy. Rồi tôi click vô cái icon này thì nó lại đóng lại cái menu cho tôi như vậy. Thì hôm nay tôi sẽ đi nè các bạn tạo ra cái trang admin dashboard có cái phần responsive menu sidebar như vậy. Thì ở ngoài desktop thì tôi tạo ra một cái folder này, demo responsive sidebar, và trong đây có một cái folder CSS, rồi có một cái file index.html. Thì sau đây tôi sẽ mở cái folder này lên. Tôi sẽ đi viết code cho cái file index.html này. Đây tôi sẽ sử dụng Visual Studio Code. Đây tôi sẽ chọn cái folder của tôi. Rồi, tôi mở cái file index này. Thì tôi chưa viết gì cho cái tag index này á. Rồi trong cái folder CSS thì tôi sẽ tạo ra cái file là style.css. Rồi bên trang index này đầu tiên thì tôi sẽ có dấu chấm than, rồi tôi nhấn tab để nó generate ra mấy cái thẻ mặc định cho tôi. Chỗ cái phần thẻ title này tôi sẽ có cái title cho nó là demo EA responsive sidebar. Oh, admin that for pay. Rồi ở bên dưới title này thì tôi sẽ đi nát cái file style.cs rồi. Ngoài ra thì tôi cần sử dụng cái thằng phông AWSUM. Thì ở đây tôi có mấy cái icon như là như thế này, thì tôi sẽ sử dụng cái icon của thằng phông AWSUM. Thì tôi sẽ vô Google, tôi sẽ search phông AWSUM CDN bootstrap. Đây, tôi sẽ vô cái trang này. Đây, tôi sẽ copy cái dòng này. Tôi sẽ sử dụng cái CDN của thằng này trước. Rồi, bây giờ tôi bắt đầu đi viết code. Thì đầu tiên thì tôi có cái thẻ deep. Deep này tôi sẽ cho nó cái class là bằng navigation. Rồi tiếp theo là tôi có thẻ UL. Rồi tiếp theo là tôi lại có cái thẻ NI. Rồi trong thẻ NI tôi sẽ có cái thẻ A. A là cho cái HTTP là bằng thăng. Rồi trong thẻ A này tôi sẽ có cái thẻ span. Rồi thẻ span này tôi sẽ cho nó cái class là bằng icon. Rồi thẻ span này bên dưới thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng title.
Ví dụ như cái menu đầu tiên thì là thường thường là cái menu đặc định, mặc định là menu home. Tôi sẽ cho nó như vậy, title là home như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ copy cái thẻ NI này cho các menu còn lại. Rồi tiếp theo là mấy cái menu như là profile message. Profile này tôi bỏ chữ S đi. Rồi tiếp theo thì có thể là người ta muốn một cái website chẳng hạn, nhưng người ta muốn quản lý về mặt sản phẩm thì tôi có là product. Rồi tiếp theo là chẳng hạn như người ta muốn xem lịch chẳng hạn, tôi sẽ có cái calendar. Rồi tiếp theo là health setting và sao. Rồi tôi cho save. Rồi tôi sẽ mở cái file index này lên được. Đó thì cái menu hiện giờ nó như vậy. Tiếp theo tôi sẽ đi thêm cho nó các icon. Thì tôi sẽ vô cái trang không equation 4.7. Đây tôi sẽ vô cái mục icon. Vì đây là tôi đang sử dụng cái version là 4.7 nên là tôi sẽ vô cái mục version 4.7 của nó. Và tôi sẽ insert các icon. Đầu tiên là icon home này. Đó, thì đây, thì tôi sẽ copy cái thẻ này. Tôi sẽ chèn vô cái chỗ này. Rồi tôi cho save. Rồi tôi refresh lại tay. Đó thì nó đã có cái icon home cho tôi như vậy. Tiếp theo tôi sẽ search các icon còn lại. Rồi, tôi sẽ copy từng cái này rồi. Rồi tiếp theo là cái này thì tôi sẽ copy cho cái phần message, menu message này. Rồi tiếp theo là cái này cần cái vani này, cái cặp này. Tôi sẽ sử dụng cho cái phần rồi đó. Các bạn cũng có thể chọn một cái hình icon khác cho cái phần rồi đất này nếu mà các bạn thấy hợp lý. Còn tôi sử dụng cái icon này. Tiếp theo là cái icon calendar. Đây, tôi sẽ copy chỗ này. Rồi tiếp theo là cái menu health. Nào tôi sẽ vô cái phần icon question này.
Rồi, theo là cái phần menu setting, tôi sẽ sử dụng cái icon này. Rồi, tiếp theo là cái cuối cùng là cái menu size out, tôi sẽ sử dụng cái icon này. Rồi, giờ tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt thử. Đó thì bây giờ nó đã có đầy đủ các icon rồi. Bây giờ thì tôi sẽ đi viết style CSS để chỉnh cho cái page này. Tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên thì tôi sẽ có sao. Tôi sẽ có mấy cái style mục đích như là mặt pin. Tôi sẽ nó không. Tiếp theo là padding này. Cho là không. Rồi tiếp theo là cái box sizing. Cho là border box. Rồi tiếp theo là tôi cho cái phông family. Tôi cho là box in này. Rồi là sans serif này. Theo thì tôi có cái phần body. Cái body thì tôi sẽ viết style cho nó sau. Tôi sẽ cho nó cái min hay là bằng 100 vi hay. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó cái background. Rồi tôi sẽ cho nó màu trắng. Thằng FFF. Rồi tôi cho save. Rồi tôi đi refresh lại trình duyệt. Đó thì bây giờ cái style nó căn nghề cho tôi như vậy. Cái menu nó đã căn nghề sát với phải cho tôi như vậy. Sát về bên trái chứ. Rồi tiếp theo thì đây tôi có cái class navigation. Tôi sẽ đi viết style cho cái class navigation này. Thì tôi sẽ cho nó cái position. Rồi tiếp theo tôi cho cái width bằng 60 pixel. Rồi tiếp theo tôi cho cái height là bằng 100%. Rồi cho nó cái màu background là màu thăng 3C8 PBC. Rồi tiếp theo tôi có cái transition. Tôi sẽ cho là 0.5 giây. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho cái overlay là 2 đợt. Rồi tôi cho sạch. Rồi tôi đi khác lại trình dần. Đó thì bây giờ cái màu background nó thay đổi như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ viết style khi mà tôi hover vô cái navigation này. Tôi sẽ cho nó cái width khi hover thì tôi muốn mở rộng cái menu sidebar ra thì nên là tôi sẽ cho cái width khoảng 300 pixel như vậy. Rồi tôi refresh lại trình duyệt. Giờ tôi sẽ hover vô này. Đó, hover thì nó sẽ mở rộng ra cho tôi như vậy. Rồi tiếp theo thì bên trong cái navigation này thì nó có thẻ UL, tôi sẽ viết style cho cái thẻ UL. UL này tôi sẽ cho nó cái position là absolute. Rồi tôi cho nó cái top này là 0 này. Rồi net là 0 luôn. Rồi tiếp theo tôi cho nó cái width. Width là bằng 100% luôn. Rồi tiếp theo trong cái thẻ UL thì có thẻ NI.
tôi sẽ viết style cho cái thẻ nhựa in. Thì đầu tiên thì tôi sẽ có cái position, tôi cho nó relative. Rồi tiếp theo tôi cho nó cái width là bằng 100% luôn. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái thuộc tính là lead size là bằng none, để cho nó bỏ đi mấy cái khi mà set lead size bằng none này thì nó sẽ bỏ đi mấy cái icon này, cái hình dấu chấm ở bên trước của mấy cái menu này. Rồi khi mà hover lên cái thẻ LI này thì tôi muốn thay đổi cái màu đi, tôi sẽ viết style như sau. Tôi sẽ cho nó cái background nó thay đổi đi thằng 367 FA9 cái đồ xay này. Rồi tôi refresh lại trình duyệt. Rồi đó, bây giờ tôi khi hover rồi thì nó thay đổi cái màu background cho tôi như vậy. Rồi tiếp theo thì trong cái thẻ LI thì nó có thẻ A, thì tôi sẽ delete style cho cái thẻ A này. À, tôi sẽ có cái position, tôi cũng cho là relative. Rồi tiếp theo thì tôi có thuộc tính là display là bằng left. Rồi tiếp theo tôi cho nó cái width là bằng 100%. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái test decoration là bằng none. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái color là bằng màu trắng, là thằng F color là màu chữ. Rồi cái test decoration bằng none thì nó sẽ bỏ đi mấy cái dấu gạch dưới đi. Rồi bây giờ tôi sẽ đi phép trình duyệt. Tôi chưa nick shell, tôi sẽ shell này. Rồi bây giờ tôi sẽ đi refresh để trình duyệt. Đó, thì bây giờ mấy cái style của nó đã như vậy. Rồi tiếp theo thì trong cái thẻ A này tôi có cái thẻ spam với cái class là icon này, tôi sẽ đi viết style cho cái class này. Style của nó thì nó có một số cái style như ở trên này, tôi sẽ copy xuống chỗ display này, tôi sẽ sửa thành là lock. Rồi tiếp theo tôi sẽ có cái min width là 60 pixel. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó cái hay hay tôi cho là 60 pixel thôi. Rồi tiếp theo tôi cho nó cái like hay tôi cho là 60 pixel thôi. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó cái text align là bằng center. Rồi tôi cho save. Rồi tôi đi refresh lại trình duyệt. Đó, thì bây giờ nó đã được đẹp như vậy. Rồi tiếp theo thì trong cái thẻ icon thì nó lại có cái class là bằng FA như vậy. Tôi sẽ viết style cho cái class này. Tôi sẽ cho nó bung size là 24 pixel. Rồi tôi đi cho size. Rồi tôi đi phép lại trình duyệt. Đó, thì bây giờ cái icon nó đã bự hơn như vậy. Rồi tiếp theo thì ở đây thì nó có cái class là title, tôi sẽ đi viết style cho cái class này.
Tôi có copy hai cái attribute này xuống. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái attribute là padding. Tôi cho nó padding top là 0, padding right là 10 pixel. Rồi tiếp theo tôi cho nó cái height. Height và height cũng là 60 pixel thôi. Tôi copy chỗ này xuống. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái text align. Tôi sẽ cho là tab. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái white space là loud wrap. Rồi tôi cho size. Rồi tôi refresh lại trình duyệt. Đó thì bây giờ cái menu nó đã đẹp như vậy. Như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn là cái phần menu sidebar dạng responsive. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Buổi tiếp theo tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái demo này ở phần 2. Phần 2 thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần menu toggle này. Khi click vô thì nó sẽ mở ra cái menu sidebar như vậy. Còn là khi tôi click lần nữa thì nó sẽ tắt cái menu sidebar đi. Thì hẹn các bạn ở buổi tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái phần menu toggle để hiển thị hoặc là ẩn đi cái phần menu sidebar này. Đó. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây.